Có lẽ phải luôn à. Rồi. À, thầy xin chào tất cả quý thầy cô. Thầy xin chào tất cả quý phụ huynh và thầy chào tất cả các con học sinh nhé. À, bây giờ là tới giờ rồi. À, bây giờ mình bắt đầu mình vào chính thức mình vào mình học này. Rồi. Thả này xuống đây luôn nè. Rồi. Rồi con, hôm nay là mình sẽ học cái chuyên đề là tỉ số lượng giác góc nhọn và một số hệ thức về cạnh. À quên, đó giờ thầy quên cái là anh vẽ liền với anh này. À, công nhận vui nha. À, rồi để mình xóa đã. Tức là có mấy bạn rất là thoải mái cái tay không? Rồi nhưng mà không sao đó con, như vậy là có nghĩa là thoải mái như vậy là gọi là lanh lợi ha. Rồi hôm nay là mình sẽ học cái chuyên đề là tỉ số lượng giác các góc nhọn và một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông và ứng dụng nha. À, bữa nay từ bữa nay trở đi là bắt đầu là học học về chuyên đề hết. Cái chuyên đề mình học xong, cái chuyên đề là mình luyện thi, tức là mình luyện mấy cái đề mà ra mấy năm trước để như nào, tức là mình luyện thi vào lớp 10. Còn cái mà cái lý thuyết giống sách giáo khoa là thầy cô của tụi con là đã dạy lên trường rồi để như nào. Bắt đầu tuần sau thì sẽ có các học sinh của huyện Đại Lộc với lại huyện Duy Xuyên vào học nữa. Thì thế nào, từ 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 sẽ học sinh sẽ toàn tỉnh Quảng Nam vào cái lớp của mình, được chưa? Lớp như thế này thì bao nhiêu học cũng được cả. Bạn Anh Vũ 91 và Lê Văn 8 đó, con mở hình lên con. Rồi bây giờ mình khái niệm về cái tỉ số lượng giác của góc nhọn này, các con nhìn kỹ nha, ở trường chưa học. Và lượng giác, nếu như bạn nào mà rành về cái hình này á thì bắt đầu toán đại, tức là sau này các con sẽ tưởng tượng rất là tốt, các con học hình tốt là tất cả là môn nào các con học cũng tốt, được chưa nào? Tại vì mình phải tưởng tượng ra rất là nhiều. Rồi như vậy thầy sẽ nói về các con này. Quý cho một cái góc nhọn alpha, góc nhọn có nghĩa là góc mà nó lớn hơn 0 độ và nó nhỏ hơn 90 độ. Các con nên nhớ nhớ cái góc nhọn nha. Đó. Và xét một cái tam giác vuông ABC nè, tam giác vuông ABC, được chưa? Vuông tại A. Và một cái góc alpha là góc này, góc alpha ở đây. Nhớ là góc alpha, có nhiều bạn bây giờ vẫn không biết cái góc alpha này, thì trong cái tam giác này mình đọc kiểu sao? Có đó, nhận chưa nào? Đây cái góc alpha này mình đọc là góc ABC đó, cái đỉnh chính giữa này là góc của nó ABC. Mình cũng có thể mà nói như mình đọc như thế này cũng được này các con, CBA đó cũng là cái góc alpha này, được chưa? Đó là thứ nhất. Thứ hai, trong cái tam giác vuông ABC mà vuông tại A này nè, với cái góc alpha này thì đối diện với nó người ta gọi là cạnh đối, kề với nó người ta gọi là cạnh kề. Và cái cạnh mà đối diện với góc vuông này các con, cái cạnh mà đối diện với góc vuông này nè, gọi là cạnh cạnh huyền, nhớ nha. Đó cái quy định ở trong tam giác vuông nè. Rồi đó các con thấy thầy soạn rất là kỹ, nhìn rất là đẹp mắt. Phông chữ của thầy thì đưa lên và phông chữ 16 ấy, con nhìn rất là rõ để có nhiều bạn học trên điện thoại cũng thấy rõ được. Rồi mấy cái tỷ số này nè các con, mấy tỷ số này mà để cho dễ nhớ, thì thầy chỉ cho con những cái câu thơ cho dễ nó nhớ. Ví dụ như mà tìm sin của cái góc alpha này nè thì mình đọc là tìm sin lấy đối chia huyền, cosin hai cạnh kề huyền chia nhau, còn tan là ta hãy tính mau, đối trên kề dưới chia nhau ra liền, được chưa? Còn cô tan là bằng nghịch đảo của tan. Có nghĩa là như thế này nè, tìm sin lấy đối chia huyền, có nghĩa là sin alpha
là bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Đó, đài xiên hoa nè, cạnh đối là bằng AC nè, trên cạnh huyền là BC nè, thấy chưa? Đó. Cosin tức là cốt nha con, cosin là cốt á. Cosin hai cạnh kề huyền chia nhau, có nghĩa là cốt là bằng kề chia huyền. Đây, kề là AB, chia huyền là BC. Đây, công thức này rất là rõ ràng. À, các con không cần chép đâu. Đó, chúng ta gửi cái file này qua. À, ngồi nhìn thôi để hiểu. À, nhớ nè, các bạn đang học ở trên Zoom hay là kể cả trên YouTube, thầy đang giảng thì thầy không trả lời được. Nhưng có quý thầy ở trong nhóm chuyên toán trung học phổ thông của thị xã Điện Bàn, thì thế nào cùng với thầy sẽ trả lời cho các con gửi lên cái nhóm chat, được chưa? Ở trên ở YouTube là phát trực tiếp, các con cũng hỏi được luôn, nhắn tin trên đó hỏi được trực tiếp, được chưa nào? À, bạn nào mà lỡ có rớt ra là vào không được đâu, cho nên là mình vào trên cái YouTube. Hồi nãy giờ là hai bạn bị rớt rồi đó. Rồi, còn tan là ta hãy tính mau. Đối trên kề dưới chia nhau ra liền, có nghĩa tan là bằng đối chia kề, để cho nè. À, tức là bằng cạnh đối chia cạnh kề, cạnh đối là AC chia cạnh kề là AB, đây nè, AC chia AB, được chưa? Đó, rất là rõ ràng như thế. Rồi. Còn cô tan và nghịch đảo của tan, nghịch đảo có nghĩa là tan á, là bằng đối trên kề, thì cô tan là bằng kề trên đối, nghịch đảo lại có nghĩa là mẫu thành tử và tử xuống mẫu, được chưa con? Đó là cô tan là mình đọc là có á, nha, cái o tại óc có nha. Đó là a AB chia AC, nghịch đảo lại mẫu thành tử, tử thành mẫu. Đó, hoặc là mình đọc cái câu thơ như cái thế này, các con này đọc câu thơ này nó cũng vui mà nó dễ nhớ nè, nghe nè. À, tức là xin đi học cứ khóc hoài, thôi đừng khóc có kẹo đây. À, đó tức là đem kẹo dỗ là hết khóc liền nha. Đó rồi, và cái câu thơ này á là mình chỉ lấy mấy cái chữ cái thôi. Đây nè, xin đi học có nghĩa là xin là bằng đối trên huyền đó, đi học lấy mấy chữ cái thôi nè, thấy chưa? Xin đi học là chữ cái này, đó là đối trên huyền. Cứ khóc hoài à, là C nè, khóc là K này, hoài là hát nè. Thôi đừng khóc tức là T nè, thôi đúng không? Đừng khóc là đờ nè, trên K nè, đừng khóc có kẹo đây. À, có bạn nào mà khóc mà ba mẹ tặng cho cái kẹo là hành đính không? À, có nha, có. Ừ. Rồi, như vậy các con có thể đọc cái bốn câu thơ như thế này. À, là tìm xin lấy đấu chiêu huyền, cô xin hai cạnh kề huyền chia nhau, còn tan thì ta hãy tính mau, đấu trên kề dưới chia nhau ra liền. À, cô tan mà nghịch đảo của tan, hoặc các con đọc cái câu thơ như thế này là mấy câu mấy cái tỷ số lượng giác trong cái tam giác này là các con thuộc hết, được chưa nè? Nhớ là xin đi học cứ khóc hoài, thôi đừng khóc có kẹo đây. Các con biết là lên lớp 10, lên lớp 11 là lượng giác nó gần cả trăm công thức rồi. Lượng giác rất là nhiều, mà để cho nhớ là tất cả đều phải là gì, chuyển thành thơ hết là các con mới nhớ được, được chưa nè? Còn không là phải là học sinh giỏi, chứ thôi là con không nhớ hết đâu. Rồi, như vậy cái này là tới đây là các con hiểu rồi nha. Đâu có con trừ những cái mà nhắn tin tầm bậy nè, thì các con nhắn tin vào học chat cho thầy là các con có hiểu cái bài thơ này mà thầy nhắn, dạ hiểu không? Rồi, dạ hiểu. Có một bạn hiểu à? À rồi 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 rồi, có nhiều bạn nữa. Rồi ok rồi, thầy cảm ơn các con. Chú ý nè, với một cái góc nhọn, nhớ là góc nhọn là góc mà nó lớn hơn 90 độ và nó nhỏ hơn, á à, quên, xin lỗi con, nó lớn hơn 0 độ và nó nhỏ hơn 90 độ nha. Thì cái sin nè, sin alpha này á là nó lớn không nhỏ hơn 1. Cos alpha cũng lớn không nhỏ hơn 1. Và cái này nè, các con sẽ được học ở lớp 10, lớp 11 là nó rõ ràng hơn. Được chưa? Đó, vẽ một cái vòng tròn lượng giác ra, cái phân tích cho các con biết tại sao nó lớn hơn một, nhỏ hơn một. À, được chưa nè? À, ở đây thì các con cũng không cần phải biết nhiều, mình chỉ biết, tại vì mình đâu có học gần cả trăm thức đâu, mình chỉ học hai cái này thôi thì mình nhớ hai cái này được rồi ha. À, để cho nó đỡ.
nó đỡ nhớ nhiều quá, được chưa? Chắc chắn là vẽ vòng tròn lượng giác là con nhìn thấy cái lượng giác hấp dẫn không? Rồi, đối với cái tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau này, các con nhớ cho thầy nè, hai góc phụ nha, hai góc phụ nhau là hai góc nhọn nó có tổng bằng 90 độ, nhớ nha con. Hai góc phụ nhau là hai góc nhọn nó có tổng là bằng 90 độ. Đó là thứ nhất nè. Rồi ngay ngay chỗ này là các con không có giơ tay nha. Tại vì giơ tay thầy cũng không trả lời được, thầy đang giảng mà thầy đứng lại trả lời là không được nha. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, không giơ tay. Các con cứ nhắn tin vào hộp chat có quý thầy trả lời. À. Nếu nè nhớ nè, hai góc phụ là hai góc phụ nhau là hai góc nhọn mà có tổng là bằng 90 độ. Được chưa? Nếu cái góc này á, mà nó bằng alpha thì cái góc kia á, là bằng 90 độ trừ alpha. Đó, thầy phân tích cái này đã con rất là dễ nhớ đúng không? À, con nhớ là hai góc nhọn á, là hai góc phụ là hai góc nhọn mà có tổng bằng 90. Nếu góc này bằng alpha thì góc kia là bằng 90 độ trừ alpha. Rồi nhớ nè. Rồi, cái mình đọc cái câu này cho nó dễ nhớ nè. Hai góc phụ nhau thì không phải héo nha, đâu phải tàn héo gì mà hai góc phụ nhau thì chéo nhau. Chéo là nó chéo như thế này nè các con. À, cái nào mà không có mẫu á, là nó chéo với nhau, còn cái có mẫu là chéo với nhau, được chưa nè? Đó, ở chỗ này là nhớ nè các con. Nếu như các con thầy thấy nhắn tầm bậy nhiều quá, các con nhớ là khi mình đang học mình đừng có nhắn tầm bậy lên đó nhiều, để thầy biết nếu như các con có tin nhắn là có nhiều khi mà cái nó đang màn hình nó đứng như thế nào để thầy biết, để thầy mở ra thầy giải thích cho con. Còn các con mà ngồi nhắn lên nó nhiều quá không, thì thầy là tưởng đó, thầy dừng trở lại là thầy coi nữa mất công ha. Rồi đó, hai góc phụ nhau thì chéo nhau. Chéo có nghĩa là cái nào mà có mẫu thì chéo với cái mẫu, cái không có mẫu là chéo với không có mẫu. Ví dụ như con người đi chơi với lại người vậy đó, còn mấy anh chó đi chơi chung với mấy anh chó nó kiểu vậy đó. À, có nghĩa là sin cos là nó không có mẫu, cho nên là sin là chéo qua cos, cos chéo qua sin, có nghĩa là không bằng nhau. Đây nè, đây nè, alpha và 90 độ trừ alpha là hai góc phụ nhau này, sin bằng cos. À, và cos bằng sin, còn nhớ chưa? Tức là mình nhớ vậy là mình thuộc luôn á. Còn tan và cotan là có mẫu, có nghĩa là tan là bằng sin trên cos, mà có mẫu là cos. Cotan là bằng cos trên sin, có mẫu là sin, cho nên là nó sẽ tan với là cotan nó sẽ chéo nhau, tức là giống như nó cùng loại đó. Được chưa con ha? Rồi, tan bằng cotan, cotan bằng tan. Như vậy thầy nói là một lần nữa cái này để cho có con thuộc tại chỗ luôn nè. Hai góc phụ nhau là hai góc nhọn mà có tổng là bằng 90 độ, được chưa? Thứ nhất. Thứ hai, nếu góc này bằng alpha thì góc kia là bằng 90 độ trừ alpha. Đó là cái thứ hai, là cái này quá dễ nhớ rồi đúng chưa? Rồi, hai góc phụ nhau thì chéo nhau. Chéo nhau có nghĩa là cái nào mà có mẫu thì chéo với có mẫu, mà không có mẫu chéo không có mẫu. Đó, có nghĩa là sin là chéo qua cos, là sin bằng cos, cos bằng sin. Thì ra là chéo đó. Đó. Còn tan bằng cotan, cotan bằng tan, chéo đó, nó bằng nhau như vậy. Được chưa? Như vậy bốn công thức này thuộc một cách đơn giản luôn. Được chưa con ha? Rồi, bây giờ thì với cái bài này, các con chỉ cần học 6 công thức cơ bản thôi. Mà 6 công thức cơ bản này là thầy chỉ cho con cách thuộc luôn nè. Được chưa? Cứ công thức mà lượng giác nó nhiều nó khó nhớ thì thầy chỉ cho nó dễ nhớ, chỉ cho thuộc luôn nè. Rồi, với một cái góc nhọn alpha là ta có là gì? Sin alpha lớn không nhỏ một, cos alpha lớn không nhỏ một, cái thầy nói hồi nãy đó. Được chưa nè? Tại vì nó không cần các con để đi tìm hiểu nó quá rộng đi thì thầy vẽ cái vòng tròn ra nó mất thời gian. Được chưa nè? Chứ còn các anh chị lớp 10, 10 lên 11 là thầy vẽ vòng tròn thì giải thích cụ thể ra vòng tròn đó. Còn các con chỉ có hai cái giá trị này thôi nhớ luôn, khỏi còn vẽ rồi chi để nó phức tạp. Thì nhớ nào. Rồi, cái công thức mà gì? Tan là bằng sin trên cos, mình dễ nhớ là mình đọc câu thơ ngộ ngộ dễ nhớ nè.
À, bắt được quả tang sinh nằm trên cột. À, đó, thì chưa là dễ nhớ không? Hắn càng ngộ là hắn càng dễ nhớ. Được chưa nào? Đó, bắt được quả tang sinh nằm trên cột. Cô tang dạy dột nên để cốt nằm trên sinh. À, tức là cô tang dạy dột nên để cốt nằm trên sinh. Tại vì là gì? Anh, ví dụ như hai đứa mà chơi kéo co á, cái là cái bên kia thả ra một phát ở bên để ngã nó đè lên thì đứa nằm trên nó sướng hơn đứa nằm dưới, đúng không con? À, đứa nằm dưới nó bị đè nó rất là đau, còn đứa nằm trên nó êm ru à, nó rất là sướng à. Cho nên là cô tang dạy dột cho để cốt nằm chồng trên xiên, các con nhớ vậy ha. Như vậy là mình đã thuộc hai công thức này rồi, đơn giản không? Hai câu thơ là mình thuộc hai công thức à, dễ nhớ ha. Rồi cái xong rồi người ta lại ghi công thức ra nó khó nhớ, bây giờ thầy chứng minh luôn đó. Có công thức là tan nhân cô tan bằng một, còn thầy thì lấy công thức tan nhân cô tan bằng đây, nhìn kỹ nha. Tan nè là bằng sin trên cos, cô tan nè là bằng cos trên sin. Cái là hai hai cái nhân nhau là gì? Sin rút gọn với sin, cos rút gọn với cos, được chưa nè? Bằng một, thấy không? Rút gọn hết bằng một. Vậy có công thức là tan nhân cô tan bằng một cũng dễ thuộc, đúng không các con? Thuộc liền, đơn giản lắm. Đó. Nhưng mà riêng về lượng giác có hai cái công thức bằng một. Tan nhân cô tan bằng một là thầy mới vừa chứng minh, và thêm một cái bằng một đó nữa là sin bình cộng cos bình bằng một, nhưng mà hai cái góc phải giống nhau. Ví dụ sin bình alpha là cộng cos bình alpha là bằng một. Nào, sin bình 30 độ cộng cos bình 30 độ là bằng 1. Nhưng mà sin bình alpha mà cộng cos bình beta là nó không bằng 1. Nhớ là phải hai góc này bằng nhau mới được. Thì sin bình cộng cos bình nó sẽ bằng 1. Được chưa nào? Đó. Như vậy bốn công thức rồi nè. Rất là dễ thuộc luôn, rất là dễ nhớ luôn, đúng chưa? Rồi, bây giờ nè, còn hai cái công thức cơ bản này nè, mà hai công thức này là rất rất nhiều bạn, được chưa? Đó, rất là nhiều bạn là gì? Sẽ khó nhớ. Sao? Rất là khó nhớ. Tại vì nè, một cộng tan bình á là bằng một trên cos bình, ra một cộng cô tan bình là bằng một trên sin bình. Nhưng rất rất nhiều bạn khó nhớ, tại vì nhiều khi nó nôn quá ha, là gì? À, nó áp lực quá. Cái là một cộng tan bình là bằng một trên sin bình mất, hoặc là một cộng cô tan bình là bằng một trên cos bình mất, đúng không? Đó, hai má những cái này là khó nhớ mà nó dễ lộn nhất. Đó, như vậy thầy chỉ cho các con hai cách để không bao giờ lộn. Nhìn nhớ kỹ nha. Thứ nhất là mình cứ quy đồng bình thường đi. Quy đồng bình thường. Rồi đây này, nhìn nè. Một cộng tan bình mà biết rồi, bắt được quả tang sin nằm trên cos. Như vậy tan bình thì bằng sin bình trên cos bình, được chưa con? Rồi các con quy đồng đây nè. À, cái mẫu là cos bình, như vậy cái này nhân tử và mẫu cho cos bình, hoặc là cái cos bình nhân chéo lên đây cos bình, là có nghĩa là cos bình cộng sin bình trên cos bình, cái mẫu là cos bình đây, được chưa? Xong rồi cái ở trên mình có công thức nè, cos bình cộng sin bình bằng một nè, như vậy cos bình cộng sin bình bằng một là một trên cos bình. Đó là cái này là cái mà mình chứng minh ra thì không bao giờ lộn công thức, chứ mình đừng có học thuộc, được chưa nào? Đó, cái là ví dụ như một nè cộng cô tan bình nè, cô tan dạy dột cho nên để cos nằm trên sin, như vậy là gì? À, cô tan bình là cos bình trên sin bình. Đó, tôi quy đồng là nhân chéo lên là sin bình cộng cos bình trên sin bình, được chưa? Mà sin bình cộng cos bình là bằng một nè, đó trên cho sin bình. À, thầy thấy bạn Nguyễn Thanh Bình lớp 92 đó ngồi học mà nhắn tin nhiều quá nha, tập trung vào học con để cho nó có kết quả, chứ thôi là không có kết quả có nó là thầy dạy cái lớp này nó đông quá mà không hiệu quả. Bà Nguyễn Thanh Bình lớp 92 nha. Rồi vào một trên sin bình, nhưng mà có nhiều bạn nói vậy nè, thầy ơi đi vào thi thời gian nó nhiều quá, đấy chưa, thời gian nó nhiều quá mà cuối cùng nó là gì? Thời gian nó ít quá chứ mà đi chứng minh mất thời gian quá. Như vậy thầy chỉ luôn cho, thầy chỉ luôn để cho nó dễ nhớ luôn nè, được chưa? À, một, nhớ luôn nha, nhớ nè, một cộng tan bình nè, một cộng tan bình
Không biết nó là một trên cốt bình hay một trên sin bình, nhưng đảm bảo giờ thầy chỉ nhớ tại chỗ luôn này. Con biết bắt được quả tang sin nằm trên cốt, mẫu là cốt, nghĩa là cái mẫu là cốt, thì bên này chắc chắn là một trên cốt bình chứ không thể là một trên sin bình được. Như vậy thuộc luôn chưa? Rất là nhớ đúng không? Vậy nhớ. Đây là cô tang dạy dột nên để cốt nằm trên sin, tức là cô tang bằng cốt trên sin, cái mẫu của cô tang là sin. Vậy bên này là một trên sin bình chắc chắn luôn, được chưa? Không bao giờ lộn trên một trên cốt bình được hết. Đó, như vậy thầy đã chỉ cho các con là cách thứ nhất là mình chứng minh ra luôn. Cách thứ hai là cứ một trên sin bình hay một cốt bình là chắc chắn luôn. Như vậy là nhớ rồi nè. Rồi, 6 công thức đơn giản này nè, thầy chỉ như vậy, các con có thuộc chưa? Nhắn tin lên học chat thầy coi thế nào. Rồi các con, nhắn tin lên học chat thầy coi thế thuộc chưa? Chữ R không thôi mà có một bạn R thầy. Thầy hỏi nhắn tin lên học chat mà nó nhắn tin cái gì gì đâu không? À, dạ rồi. À, có bạn thì lười. Rồi, ok, rồi thầy. Rồi, cảm ơn các con. Như vậy là nhiều bạn thuộc như vậy là tốt. Được chưa nào? Có gì đâu không thuộc, đúng không? Rất đơn giản. Đọc hai câu thơ thuộc hai công thức. Lấy hai công thức này nhân nhau lại rút gọn ra bằng một là ba công thức. Có gì đâu không thuộc. Được chưa? Rồi, cái có một công thức bằng một của lượng giác nữa là cứ sin bình alpha cộng cos bình alpha là bằng một. Nhớ là cùng cái góc này cộng lại mới bằng một. Khác góc là không bằng một. Được chưa? Đó là được bốn công thức. Còn hai công thức cơ bản nữa là cứ một cộng tan bình thì một trên sin bình hay một cos bình, chắc chắn nó là một trên cos bình, tại vì tan bình là bằng sin bình trên cos bình, cái mẫu nó là cos bình, cho nên ở đây là một trên cos bình chắc chắn luôn, không lộn đi đâu được hết. À, còn một cộng cô tan bình là bằng cos bình trên sin bình, cái mẫu là sin bình thì chắc chắn chỗ này là một trên sin bình, không lộn đi vào đâu được hết. Được chưa nào? Rồi, như vậy thầy giúp cho các con là xong được 6 công thức cơ bản nữa rồi đó. Rồi, như vậy thầy chỉ qua các con nè, cái giá trị lượng giác của sin nè, cosin tức là cos tan nè, là tan như thế này, cos tan là cos này nè, của các góc. Ở trong sách giáo khoa là các con chỉ là từ 30 độ, 45 độ, 60 độ thôi. Đó, đưa các bạn này ra. À, chắc chắn rằng là các con phải học thuộc các bạn đó, đúng chưa? Mà nó cũng học thuộc nó còn khó nhớ, tại vì các con bây giờ đa số là các con lệ thuộc vào cái máy tính. Nhưng các con phải hiểu rằng một điều như thế này nè, lỡ một mai khi đi thi cái máy tính mình đang đi nửa chừng nó rớt mất, được chưa? Vào phòng thi sao mượn được con? Đó, không, mình phải nghĩ tới những cái xui xẻo nhất, không? Hoặc là gì, mình đem lên tới trường mình lỡ mình đang bấm cái nó hết pin. À, mình phải nghĩ tới những trường hợp như thế thì không có máy tính, tức là mình không làm bài được. Những cái cơ bản vậy tại sao không làm được? Đó, thì thầy không những thầy chỉ cho các con là 30, 45, 60 giống như sách giáo khoa, mà thầy chỉ luôn không độ luôn, tại vì chắc chắn trong đó nó có cái không độ, được chưa nào? Rồi thầy chỉ luôn cái 90 độ luôn, được chưa nào? Và cái bảng như thế này nè các con, đó, cái bảng như thế này nè, để các con học thuộc nó hơi khó, tại vì khi xưa thầy và ba mẹ các con ấy, học cái này mà học thuộc cái này là thầy cô dò là đa số mấy bạn giỏi mới thuộc thôi, còn mấy bạn bình thường là học rồi là quen rồi, tại vì nhiều cái giá trị nó khó nhớ quá. Nhưng bây giờ thầy sẽ hứa luôn các con là giờ thầy chỉ cho các con thuộc tại chỗ luôn nè. Là các con thích không? Thích nhắn tin lên cái là thầy chỉ nè. Các bạn có thích thuộc cái bảng này tại chỗ không? Thầy chỉ nè. Rồi nhắn tin lên. Thích thì nó thích mà không thích thì thôi. Dạ có, dạ muốn. Có rồi, ok. Rồi các con nhìn lại đây. Các con yên tâm rằng một điều là thầy dạy chuyên đề. Nhưng mà những cái nào mà nó liên quan về cái lý thuyết mà nó khó nhớ, khó thuộc là giống như mấy câu công thức là thầy cho thập thơ, những cái bảng giá trị mà nó cực kỳ khó thầy chỉ cho các con có cách để thuộc luôn, được chưa? Các con nhìn kỹ đây nha. Rồi
Mình sẽ vào đây, các con nhìn kỹ ha, nhìn lại bảng này. Rồi để rồi mình vào đây mình vẽ cái vuông góc sao chạy như vậy. Rồi mình vào đây mình vẽ cái tọa độ lên vuông góc này, để cho vuông góc để cho mình làm chính xác. Cái này là giống như cái ô ly trong tập của các con nè, được chưa, giống y chang vậy đó. Rồi các con nhìn đây, ở trên này nè là mình để các cái độ. À, đây nè mình để cho nó lớn lớn là tí con ô ly nó lớn lớn là xíu dễ nhìn nha. Rồi ok, rồi các con nhìn nè. Ủa thầy kéo ra rồi mà. Rồi các cái độ đặc biệt này các con nhìn lên đây nha, không độ là không độ nè. Rồi cái tới là 30 độ. Các con nhìn các con mới thuộc liền. Các con đã nhớ mình đó là về nhà mình học rồi, bỏ thời gian học rất là nhiều rồi nó quên. Thì bây giờ chỉ mấy phút thôi, các con cứ cố gắng mà nhìn lên để thầy chỉ cho con thuộc tại chỗ luôn nha. Đó, không độ nè, 30 độ nè, 45 độ nè, 60 độ nè. Đó. Và 90 độ. Đây là 5 độ đặc biệt nha, 5 độ đặc biệt. Rồi, các con nhớ một điều nè. Các con nhớ cho thầy là năm cái số tự nhiên nhỏ nhất. Năm số tự nhiên nhỏ nhất. Các con biết số tự nhiên ký hiệu là N là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vân vân, được chưa? Như vậy năm cái số tự nhiên nhỏ nhất đó là thứ nhất là không nè, đó không, rồi tới một nè, rồi tới hai nè, tới ba nè, rồi tới tới bốn, đó là năm số tự nhiên nhỏ nhất đây con, thấy chưa? Đó cái này anh này hơi dài tí. Rồi năm số tự nhiên nhỏ nhất là mình để cho nó nằm kế dưới, kế xuống cái số ở dưới cái độ này nè, được chưa? Đó kế cái độ đó. Rồi năm số tự nhiên nhỏ nhất là 0 1 2 3 4. Mà chắc chắn là các con biết là mình đọc 0 1 2 3 4 thì mình đọc ngược lại được đúng chưa? Đọc được trở lại được nè. 4 4 3 2 1 4 3 2 1 0. Được chưa? Cái này mình đọc ngược lại. Đó, được ngược lại chưa? Và tất cả cái này nè các con, tất cả cái này đều nằm trong căn bậc 2. Đó, đều nằm trong căn bậc 2 này nè. Đều nằm trong căn bậc 2. Có cái độ hồi nãy đó mất tiêu rồi. Độ đây đúng rồi, đấy, một cái độ. Rồi tất cả này đều nằm trong căn bậc 2 này các con. Và đều chia hết cho 2. Nhìn kỹ nha. Và đều chia hết cho 2. Rồi, ở trên này các con, cái hàng mà 0 1 2 3 4 này nè, năm số tự nhiên nhỏ nhất này các con ghi xin cho thầy. Cái hàng mà dưới đọc ngược lại á, 4 3 2 1 0 này là con ghi code cho thầy, có nghĩa là xin là 0 1 2 3 4 và code là 4 3 2 1 0, được chưa? Rồi các con nhìn kỹ đó nha. Như vậy bây giờ nè mình thử đã nha, ví dụ mình tính sin của 30 độ đó bằng bao nhiêu. Sin của 30 độ này các con bằng bao nhiêu? Đây, sin là tức là mình sin 30 độ, mình đếm độ trước, 0 30 là ngay cái hàng này nha. Rồi, nhìn kỹ nha, ngay hàng này nè. Sin là 0 1. Như vậy tất cả những giá trị nằm ở trong này đều lấy căn bậc 2, tức là lấy căn 1 và đều chia cho 2. Được chưa? Như vậy phân số đây. Đó, căn 1. Rồi chia cho 2.
chia cho 2, được chưa? Mà căn 1 mà chia cho 2 tức là bằng bằng 1 phần 2. Căn 1 bằng 1, được chưa? 1 phần 2. Rồi như vậy mình có lại cái ở trong cái này thử có giống không nè. Đài sin 30 độ nè bằng 1 phần 2. Các con thấy chưa? Được chưa? Rồi. Ở đây, ví dụ như mình tính là sin của nè 60 độ nè. Đó, sin 60 độ nè bằng bao nhiêu? Mình nhìn nha. Sin của 60 độ ở đây nè. Đó, còn sin nè 0 1 2 3 này đó, thấy chưa? 60 độ sin là số 3, mà số 3 này nằm trong căn bậc 2, tất cả những cái này đều nằm trong căn bậc 2 và đều chia cho 2. Được chưa? Như vậy là nó bằng căn 3 nè. Đó, rồi trên cho 2. Rồi mình coi thử đúng không nha. Rồi mình vô đây mình coi đúng nè. Sin nè của 60 độ căn 3 trên 2. Đúng ta các con. Được chưa? Rồi đúng rồi. Nhưng chẳng lẽ lúc nào vào vào thi á, là mình cũng cứ kể cái bảng này ra. Thật sự các con, nếu như các con không thuộc, lỡ máy tính hư, máy tính gì đó, thì các con cũng có thể là gì, vẽ cái bảng này ra để cho nó cái rồi để cho con làm công thức này chính xác cũng được, nhưng mà không cần thiết như thế. Thầy chỉ cho con bây giờ, thuộc luôn bây giờ luôn nha nha. Nhìn nào, các con nhìn cái bàn tay của mình, bàn tay trái nha, đây nè, đó bên này tay phải nè, bên này tay trái nè, bàn tay trái mình đếm nè, tổng cộng nè 1 2 3 4 5 ngón tương ứng với 5 độ đặc biệt, được chưa con? Đó, 5 ngón này tương ứng với 5 độ đặc biệt này nè. Rồi, như vậy các con đếm cho thầy là đếm từ cái ngón cái, đếm độ đặc biệt trước nè. 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ. Được chưa? Nhớ nha, đếm theo thầy nha. 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ. Rồi, các con đọc cái chữ sin nè. Sin là cái hàng này nè. 0, 1, 2, 3, 4. Cốt nè. 4, 3, 2, 1, 0. Được chưa? Đó, để đây ra không, tất cả này mình để người vô trong người mình như vậy nè, tất cả đều nằm trong căn bậc 2 và đều chia hết cho 2, thì chưa con, đều chia hết cho 2, đơn giản lắm. Rồi đếm lại một lần nữa nha. Độ nè, độ đặc biệt 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ. Xin 0 1 2 3 4, cốt 4 3 2 1 0, tất cả đều nằm trong căn bậc 2 và đều chia hết cho 2, được chưa? Đó. Khi mình đếm cái này nè, có nghĩa là các con học xong buổi này, các con về nhà đi ngủ cũng đếm nè, đi chơi cũng đếm nè, đi học cũng đếm nè, đi tắm cũng đếm nè, đi ăn cơm cũng đếm, lúc nào mình cũng lật bàn tay mình đếm khoảng cỡ mấy giây chứ mấy, đúng không? Nhưng mà mình đếm riết như thế trong vòng 2 ngày, đảm bảo với con cái này nè nó nhập vô trong đầu con luôn. Bất kể ai hỏi một phát con trả lời liền luôn, được chưa? Nó nhập vào trong đầu luôn á, nhập giống như máy tính luôn á, hỏi cái là giống như mà máy xuất khẩu là thành thơ vậy đó, là ra liền đáp án. Như vậy mình nhìn nè, ví dụ như là người ta nói là sin 45 độ, thì con đếm độ trước 0 30 45 sin nè 0 1 2 căn 2 trên 2, rồi có con coi đúng đáp án không? Đây nè, sin 45 độ căn 2 trên 2 này, thấy chưa? Đó. Rồi ví dụ mình đếm nè, cốt 0 độ, cốt 0 độ là 0 độ nè. Cốt là gì? 4, tức là căn 4. Đó, tất cả mình lấy đâu cả là lấy căn, căn 4 chia cho 2, căn 4 là bằng 2 mà 2 chia 2 được 1. Đây cốt nè, thấy chưa? Bằng 1. Đó, thầy chỉ tiếp cái nữa nè. Ví dụ như là thầy chỉ là cốt của 60 độ. Đếm độ trước nha. 0, 30, 45, 60. Được chưa? Cốt nè. 4, 3, 2, 1. Căn 1 trên 2 là bằng 1 phần 2. Đây nè. Cốt 60 độ bằng 1 phần 2 nè. Thấy chưa con? Đơn giản nha. Đó. Nhớ nè. Thầy ở đây thầy không dò được. Tại vì đông quá. Cái lớp mình đông quá. Không dò. Chắc chắn bữa sau mà toàn tỉnh Quảng Nam là lên mấy ngàn thôi. Được chưa nè. Đó. Thì thầy không dò được. Mà
Thầy sẽ gửi cái video này lên cho các con, về nhà mở ra và cứ luyện trở lại. Nhớ nha, các con muốn để cho nó ở trong đầu nè, mình không phụ thuộc vào máy tính, là các con cứ dợt cho thầy vài ngày không bao nhiêu hết á. Có nhiều bạn dợt một buổi xong rồi, nhanh nhanh dợt một buổi xong rồi, tức là các con cứ đếm biết non hồi là nhập vô trong đầu mình luôn, hỏi là ra đáp số, hỏi ra đáp số liền. Tại vì thầy dạy là gì à, gần 30 năm nay rồi, cho nên là khi học sinh học thầy, thầy chỉ cái này là đa số là không có bạn nào không nhớ hết, từ giỏi cho đến yếu, được chưa nè, tới lúc thầy dò là nó phát một đúng liền luôn. Cho nên là thầy rất là tin tưởng là cả cái lớp mình là mấy chục bạn cũng sẽ luôn ở trên YouTube nữa là mấy trăm bạn thì cũng sẽ thuộc hết rồi. Nhưng mà có nhiều bạn hỏi là gì dạ thầy ơi, như vậy là bây giờ là chỉ có sin cos còn tan cotang làm sao, được chưa, cái nào cũng có chiêu hết các con. Tan cotang là thầy chỉ luôn tan cotang nha, rồi thầy chỉ luôn tan cotang rồi, ở đây chỉ cho cách thuộc tan cotang luôn nè. Rồi mình giả sử như mình cũng vẽ là cái này đi. Rồi chắc chắn là cái này nè, cái này là thầy sẽ nào mà gửi video ra, con bấm dừng video lại, con chép là chuyện bình thường đúng không. Rồi 5 độ đặc biệt cũng giống dạng 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ. Rồi các con có nghe người ta nói là đầu voi đuôi chuột chưa? Con voi nó to là cái đầu nó to, con chuột nó nhỏ mà cái đuôi con chuột nó càng nhỏ hơn nữa, tức là đầu to đuôi nhỏ nha. Như vậy là gì, mình ghi đầu to là đầu không và đuôi không xác định, được chưa con? Đó, đuôi không xác định, không xác định là cái dấu hai gạch như là không xác định đó. Được chưa? Rồi ở giữa thì nó gấp 3, ở đây là 3 nè, mà gấp 3 tức là nhân 3, 3 nhân 3 bằng 9, 9 nhân 3 bằng 27. Rồi nhìn kỹ nha, đó như vậy đó. Rồi như vậy, tương tự như vậy cái cotang nó ngược lại, cái sin cos này nè, các con thấy sin cos nó ngược lại không, thì cotang nó cũng tan cotang cũng ngược lại vậy, ở đầu này là không xác định đó. À, thì không xác định nè, 27 9 3 0, rồi 27 rồi 9 3 rồi kéo này ra xỉa rồi không, rồi được chưa, đó 27 9 3 0. Rồi như vậy cái hàng trên này các con đây nè, rồi để thầy cho này tới xíu. Rồi cái hàng trên này nè, hồi nãy là hàng trên là sin thì bây giờ hàng trên là tan, hồi nãy hàng trên này là cos thì bây giờ dưới là cotang, nhớ nha. Viết hoa cái chữ này, viết hoa hay viết thường gì đều được hết nha. À, nhớ nè. Rồi như vậy hàng trên là tan, dưới cotang, vì ở giữa này nè các con, cái hàng này nó gấp 3, nó gấp 3 cho nên tất cả này là đều chia cho 3, nhớ nè. Ở trên sin cos là mình chia 2, còn ở dưới dưới này là tan cotang là nó gấp 3 cho nên mình sẽ chia cho 3. Rồi bắt đầu mình lật bằng tay trái, lái bằng tay phải đếm, nhớ nha, chứ mình đừng có làm lười, mình lật ra dạy cái mình đếm, nếu như mình lái ngón là mình đếm nó sẽ mất một ngón, còn có bốn ngón thôi, nhớ chưa, không lười nha. Đó, nhớ không lười nè, lật bằng tay trái, lái tay phải đếm 0 30 độ, 5 độ đặc biệt, 0 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ, được chưa. Bây giờ mình không nói xin nữa mà tan nè, tan 0 3 9 27 không xác định, đầu do đuôi chuột ở giữa gấp gấp 3, nhớ chưa. Đó, 3 gấp 3 là 9, gấp 3 là nhân 3, 9 nhân 3 27, nhớ nha, rất là dễ nhớ. Rồi cô tan là ngược lại, không xác định 27 9 3 0, tất cả đều nằm trong căn bậc 2 và đều chia hết cho 3, được chưa. Rồi bây giờ mình tính thế nè, tan của 30 độ, nhìn này các con, tan của 30 độ mình nhìn nha, đếm độ trước, 0 độ 30 độ, 0 độ 30 độ này, tan là 0 3 đây nè, 30 độ 0 3, như vậy là căn 3
là 5 căn nè, và tất cả chia 3 như vậy, căn 3 chia 3. Đó, nhớ là căn 3 chia 3 có nhiều khi sách viết là sẽ 1 trên căn 3, tức là không trục căn. Đó, mình coi lại. Đây, căn 3 trên 3 nè. Thấy chưa? Cái này là đó, sách cũ là viết 1 trên căn 3 vì không có trục căn. Nhưng mà mình học trục căn rồi là mình trục ra căn 3 trên 3. Thấy chưa? Ra liền luôn. Rồi mình đếm thử nào. Tan của 45 độ thì mình đếm độ đặc biệt trước. 0, 30 độ, 45 độ. Được chưa? Đó. Tan 0, 0 nè, 3 này 9 nè. Căn 9 tất cả chia cho 3. Căn 9 là bằng căn 3 bình, căn 3 bình là bằng 3, 3 chia 3 được 1. Đây, tan 45 độ bằng 1 này, các con thấy chưa? Quá đã đúng không? Đó. Thầy kể cho các con nghe một câu chuyện. Hồi xưa thầy đi là thầy sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh á, thầy đi dạy kèm. Có một bạn á, là học là trường Marie Curie quận 3, một bạn là học trường Bùi Thị Xuân ở quận 1, mà thầy tới nhà thầy kèm mà. Nhưng mà cái này là thầy chỉ từ hồi thầy vào thành phố Hồ Chí Minh kia, được chưa nè? Đó, khi mà thầy chỉ cho mấy bạn rồi, thầy nói là bây giờ không có ai mà lật bàn tay đếm, ra có máy tính tính là bấm thôi. À, nhưng mà cứ thấy đứa nào lật bàn tay đếm là học trò của thầy cả. À, cái hồi xưa là mà thi học viện cảnh sát à, là thi ra ngoài Hà Nội thi, cái không thi trong này, được chưa nè? Đó, thì hai bạn nó ra ngoài đó thi, thì có một bạn nhìn qua trong phòng thi là thấy, ủa thầy Cam nói là lật bàn tay đếm là học trò của thầy Cam mà tại sao ở tới ngoài Hà Nội này cũng có à, có để ý đó. Xong chút ra khỏi phòng thi hỏi bạn, phải học trò thầy Cam không? Cái đúng rồi. À, ở bạn ở thành phố Hồ Chí Minh ra, cái đúng rồi, được chưa? Đó, và nhận nhau từ đó. À, mà hồi xưa không phải giống giờ. À, hồi xưa là mỗi lần mà đi thi có cái trường là không có bờ rào, cho nên là phải có nhiều trường là viết tài liệu chép dục vô rồi này nọ, phải không? Đó, cái rồi các bạn này chép dục cho bạn kia là chuyện bình thường, còn bây giờ công nghệ nó hiện đại rồi, các con sẽ không có dục được nữa. Không những là ở trong trong phòng là có hai giám thị à, mà có giám thị hành lang rồi giám thị ở ngoài tùm lum hết á, cho nên các con sẽ không làm được điều đó. Mà hồi xưa là như vậy à. Cái rồi sau khi mà đi về thi xong về là hai bạn cùng lại dẫn ra gặp thầy uống cà phê, và bắt đầu thì thầy mới biết là hai bạn đó là nhận nhau trong phòng thi. Còn bây giờ là tại vì cái video này thầy dạy ra, thầy đăng lên toàn quốc rồi, cho nên tất cả học sinh thì thế nào đều biết hết. Cái này thầy có gửi vào trong cái nhóm mà cái group học giỏi toán của Facebook, thì trong đó là học sinh toàn quốc mà, cho nên là tất cả đều biết hết. Bây giờ mà nó ra nhận học trò thầy Cam thì cũng hơi khó, được chưa? Rồi, như vậy là sin cos tan cotang từ 0 độ tới 90 độ nha, là các cái độ đặc biệt này nè, 0 độ tới 90 độ nè, là các con thuộc hết rồi đó. Về nhà cứ nhớ cho thầy nha. Họ nói là cực trước là sướng sau, có con nghe chưa? Sướng trước thì cực sau. Đó, có nghĩa là các con bây giờ chịu cực xíu thôi, có nghĩa là cứ đếm, cứ rảnh là đếm, cứ nhớ tới là đếm, cứ lật bàn tay ra mình đếm trong vòng mấy giây xong cho máy. Nhưng mà có đêm đếm một ngày hai ngày như vậy, chậm nhất là đứa yếu nhất là 2 ngày, còn đứa nào nhanh là đếm một xíu thôi. Đó là nó thuộc hết và nhập luôn vô bàn đầu trong đầu này. Cứ người ta nói là cái bàn tay nó nghỉ ngay trong, tức là nó ẩn hiện ngay trên cái đầu luôn, và con nó ngay ra đáp án luôn, nó ngay có công thức rồi ra đáp số luôn, được chưa? Đó, như vậy là còn bạn nào mà theo cái này mà chưa kịp á, à, thì các con về thầy sẽ gửi cái video này cho các thầy cô lãnh đạo, rồi thầy gửi luôn lên cái nhóm của mình luôn để cho các con là vào xem trở lại, cái rồi cứ ngồi đếm nha. À, các con có thể ghi ra tờ giấy rồi ngồi đếm riết mà ngồi nó nhiều thôi. Rồi xong được cái đó đây nè, thì bây giờ là thầy tóm tắt sơ cái lý thuyết của cái phần đó, thì bây giờ mình vào các cái dạng để mình làm bài tập nha. Rồi dạng một là tính các tỷ số lượng giác của các góc nhọn trong một tam giác vuông mà biết độ dài các cạnh. Như vậy nếu như dựng một tam giác mà có hai cạnh M và N này, thì M, N này là hai cạnh của góc vuông, hoặc là một cạnh góc vuông hay là một cạnh huyền gì đó, thì ta dùng các cái định nghĩa
rồi tôi dùng các cái tỷ số lượng giác của góc nhọn, hoặc tôi dùng Pythagore, mình lấy Pythagore là mình học hồi lớp 7, lớp 8 gì đó là mình học rồi, rồi ha. Rồi như vậy mình ví dụ nè, ví dụ cho tam giác ABC vuông tại chữ tại nha, vuông tại C, trong đó nè BC á, cho cái cạnh BC á, là bằng 10 1,2, AB á, là 1,5. Như vậy là tính các tỷ số lượng giác của góc chữ cũ này, của góc B, từ đó ta suy ra các cái tỷ số lượng giác của góc A. Được chưa con? Đó, rất đơn giản nè. Các con nhớ nè, tìm sin lấy đấu chia quyền. Rồi, tức là cái này tam giác này các con chưa có tam giác. Bây giờ các con nhìn lại đây, mình cùng nhau vẽ cái tam giác các con. Được chưa? Rồi để mình ẩn cái này đây, ẩn ô lưới, rồi ẩn luôn cái nó ẩn các đối tượng đã ẩn, rồi ẩn ô lưới thôi, rồi kéo này qua đây thì mình sẽ bình thường ha. Rồi các con nhìn vô đây. Nhìn đây nè, mình vẽ cái tam giác vuông thôi con, được chưa? Cái này là khi các con dùng cái phần mềm này là các con vẽ nó cực kỳ chính xác đó. Bạn nào mà ở nhà có máy tính muốn vẽ cái này là dễ lắm, được chưa? Rồi vẽ tam giác vuông nè các con, trong đây các con thấy mà hình học là thầy vẽ, hình thầy đưa lên nó rất là chuẩn, ẩn ra nè. Rồi tam giác vuông ABC, A, B, C, được chưa? Rồi đó, tam giác vuông ABC vuông vuông tại A. Cái rồi mình coi đề nó nhỉ, tam giác ABC vuông tại C, ABC vuông tại C, được chưa? Rồi mình chụp cái đề này ra để mình vẽ cho dễ con. Rồi nè, cho tam giác ABC, mình kéo nó xuống xíu, rồi mình kéo này cho khỏi trùng nhỏ lại, rồi cho tam giác ABC vuông tại tại C nè, vuông tại C thì mình đổi cái C qua đây, được chưa? Các mình đổi cái A qua đây, rồi gì nữa đây? Mình cho cái này xuống dưới xíu. Rồi. Trong đó BC là bằng 1,2. BC là 1,2. 1,2 nè. Đó, cm. 1,2 mét. BC là 1,2 mét. Rồi, AB đây, AB là 1,5 mét. 1,5 mét. Đó, mình vẽ cái hình là mình nhìn nó rất là dễ con. Được chưa? Xong mình vẽ cái hình xong rồi á là mình copy nó mình đưa vào Word này con. Được chưa? Đó, mình cho cái hình nhỏ lại. Nhưng các con nhớ là học hình là phải vẽ hình, mà hình học phẳng, các con vẽ hình chính xác, các con nhìn hình nó rất là dễ. Các con không học vẽ hình không được thì giải không được rồi. Vẽ hình không chính xác các con nhìn nó rất là khó. Được chưa nào? Rồi, cái rồi bây giờ các con nè, trong tam giác ABC có hai cạnh là BC và BA rồi, được chưa nào? Bây giờ người ta bảo tìm cạnh còn lại này để mình tính thì nó đơn giản thôi, được chưa? Đó. Muốn tìm cạnh còn lại là ta sử dụng định lý Pythagore. Các con nên nhớ nè, định lý Pythagore nó người ta nói như thế này nè, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Nghe nó nhỏ nha, nhiều khi mà bạn không nhớ thì nói cho nhớ nè, bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, được chưa? Đó,
Như vậy bình phương cạnh huyền ở đây là BA bình, BA bình bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, bằng tổng bình phương cạnh góc vuông ở đây là CB và CA. Như vậy là CB bình rồi cộng cho CA bình, cộng cho CA bình, CA bình được chưa? Rồi cái đấy con, như vậy bây giờ là gì con? Như vậy là con sẽ, con tìm là tìm cạnh gì đấy, tìm cạnh CA. Như vậy từ đây mình suy ra CA nè. Như vậy từ cái bước này á là mình sẽ chuyển sang chỗ này, mình tìm CA thì cái này nè mình sẽ chuyển qua cái BC này nè, mình chuyển qua bên trái nè, dấu cộng không có gì là dấu cộng, chuyển qua bên trái là thành dấu trừ, cái dấu cộng lần trước mình bỏ đi, được chưa? Đó, xe bình rồi, xong rồi mình lấy căn hai vế các con, lấy căn hai vế đó, mình lấy căn này lên, được chưa? Và ở đây mình lấy căn này lên rồi, mình lấy căn hai vế rồi thì nó sẽ ra rồi nè con, được chưa? Đó, mình enter nó xuống. Đó, mình lấy căn hai vế, cái căn của CA bình là bằng CA, CA là AC đó nghe con. Đó. Cái AB bình này nè là bằng gì? Mình suy ra luôn cái hình đó. CA bình là 1,5 nha. Đó, AB bình là 1,5. 1,5 nè. 1,5 bình nè. Được chưa? Rồi cái BC bình này là 1,2. Đó còn 1,2, được chưa? 1,5 bình trừ cho 1,2 bình, lấy căn ra thì nó sẽ ra là 0,9. Nhớ nha, cái này con tự tính được nè. Rồi tính ra được cái này rồi á là bây giờ là mình tìm sin góc A. Các con nhớ nè, trong tam giác vuông thì cái góc này là góc vuông là 90 độ rồi nè, còn lại hai góc này là hai góc nhọn, mà hai góc nhọn á là có tổng á, là bằng 90 độ, tổng ba góc là bằng 180 đúng không con? Một góc 90 rồi, như vậy hai góc nhọn này còn lại là bằng 90 luôn đó. Như vậy tổng hai góc nhọn là bằng 90 thì hai góc này gọi là hai góc phụ nhau, được chưa? Mà hai góc phụ nhau thì chéo nhau, mình đã học ở trên rồi đó, chéo nhau có nghĩa là sin B là bằng cos A, được chưa? Mà ví dụ như góc B này tìm sin nè, lấy đối chia huyền, thấy chưa? Đó, tìm sin lấy đối chia huyền nè, mà sin nhớ là đối là AC, CA này, chia huyền là AB, rồi AC mình mới vừa tính là 0,9 nên AB là 1,5, 0,9 mà chia 1,5 là 0,6, thấy chưa? Đó, tương tự như vậy mình tìm là cos B là bằng sin A, tan B là bằng cô tan A, còn cô tan B là bằng tan A, được chưa? Đó, công thức là mình học là từ nãy giờ đó. Ví dụ như mình nói đây là tan B là bằng cô tan A, nhưng mà cô tan A là bằng rồi nha, thì mình tính độ tan B rồi. Góc B nè, tan là bằng đối trên kề, đối là CA, trên kề là CB. Đây này, cái góc này nè, nhìn đối diện với nó là cạnh đối, mà kế bên nó dính liền với nó là cạnh kề. Như vậy đối trên kề là CA trên B, BC, được chưa? 0,9 chia cho 1,2 là 0,75. Như vậy tương tự cái cô tan B và cái tan A cũng vậy nha, đơn giản ha. Rồi như vậy bây giờ là tương tự như vậy với lại tam giác ABC vuông tại A. Cái này sao thấy nó nhỏ này, cho nó lớn lên, mà nhỏ thì vậy đó. Rồi như vậy là gì đây? Cho tam giác vuông ABC vuông tại A, biết hai cạnh như vậy giống như hồi nãy rồi nha. Như vậy cái này tương tự đây, có vẽ hình luôn nè, có hướng dẫn giải luôn nè, về nhà tự làm nha. Rồi mình qua cái
Rồi mình qua cái dạng 2 nè. Biến đổi tỷ số lượng giác của một góc nhọn thành tỷ số lượng giác của một góc nhỏ hơn hoặc là lớn hơn 45 độ. Được chưa? Nhỏ hơn 45 độ. Như vậy phương pháp nè, nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia. Đó, được chưa? Sin góc này bằng cosin, tức là bằng cos góc kia đó. Tan góc này bằng cotan góc kia, nhớ chưa? Đó, nhớ nè. Rồi, như vậy nè, trong tam giác vuông vậy nè. Đó, góc sin góc B và góc góc C là hai góc này phụ nhau nè, có tổng bằng 90 nè. Sin góc này bằng cos góc này. Hoặc sin góc này là bằng cos góc này. Tan góc B là bằng gì? Cotan góc C. Hoặc là gì, cotang góc beta thì bằng là tan góc alpha, thấy chưa? Đó, nó rất là dễ nha. Rồi ví dụ hãy viết các tỷ số lượng giác sau thành tỷ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 độ. Đó, nhỏ hơn 45 độ đây nha con. Như vậy đơn giản nè. Sin 60 độ, nhìn kỹ nha. Sin 60 độ là lớn hơn 45 độ rồi đúng không? Nhưng mà con biết là 60 mà cộng với 3 60 mà cộng với 30 là nó ra 90. Đúng không? Đó. Không, đây là alpha nè. Và 90 độ trừ alpha là hai góc này phụ nhau nè. Tại vì hai góc cộng lại là 60 cộng với 90 trừ 60 là các con thấy là gì? À, hai góc phụ nhau tôi cộng lại nó mất 60. Mà hai góc phụ nhau thì chéo nhau, sin bằng cos. Như vậy cos của 90 độ trừ 60 độ, 90 mà trừ 60 ra 30. Được chưa? À, người ta bỏ viết thôi chứ người ta không bỏ tính. À, chứ tính là tính ra luôn ha. À, còn nếu như tính cũng đơn giản nữa con. 0 30 à, cos là 4, 3 là căn 3 trên 2 bằng đáp án ra luôn. Được chưa? Đó, thì thấy có bạn cầm máy tính nha, giờ cầm máy tính nhưng mà mấy bữa nữa không cần cầm máy tính nha, mấy cái độ là bấm ra bình thường. Như vậy tương tự như vậy nữa con, mình tính được cái này nè. Cos của 75 độ, 75 độ là bằng 90 độ, cos 90 độ trừ cho 75 này nha. Alpha mà 90 độ trừ alpha đó. Mà 90 mà trừ cho 75 ra 15 là cos là bằng sin chéo nhau. Được chưa? Đó, để thầy cắt cái này ra. Đó, để cho nó. Rồi, nhớ nè, được chưa? Đó, thầy ghi cho nó cẩn thận một tí. Nhớ nè, cốt này là cốt là gì? 90 độ nè. Đó, trừ cho gì? 75 độ nè, thấy chưa? Thấy chưa? Tức là alpha 90 độ trừ alpha hai góc phụ nhau. À, như vậy cái này là cos là bằng sin vậy đúng chưa, cos bằng sin thấy chưa, thấy chưa, mà 95 độ trừ 35 độ ra 15 độ, thấy chưa? Đó, như vậy những câu sau này tương tự vậy ha, tương tự vậy đó. Rồi có nhiều bạn hỏi thầy là từ đây làm sao ra được cái này. À, như vậy nhìn nha. Nhìn nè. Đó, thì cái chỗ này là bằng 90 độ mà trừ cho cái 30 là 30 là 30 phút chứ không phải 30 độ nha. Đó, phút vậy nè, đó, phút vậy đó. Đó, phút như vậy đó. Được chưa? Thì cái này là bằng gì? Lấy 90 mà trừ chỗ này nè. Được chưa? Đó, chính mà gì đấy, các con trừ cái này nè nha. Rồi đây để mình ghi ra mình trừ nè. Đó, chắc thôi có nhiều bạn không biết cái này là độ nè, cái này là phút nè, được chưa? Như vậy cái này là ra là cốt nè, đó của nè 90 độ nè. Đó. Trừ cho nè 52 độ 30 phút.
đó như vậy đó hai con ha, là nó ra 37 độ 30 phút nha. Đó, cái cách trừ nó là vậy. Chấm thân nhiều cái con không biết tại sao mà nó ra như thế. Rồi đây như vậy nè, đó mình cắt ra từng cái con, tại vì thầy nhập chung vô dạy con thấy khó hiểu từng cao ha, tương tự. Được chưa? Rồi, hãy viết các tỷ số lượng giác sao thành tỷ số góc nhọn nhỏ hơn 45 tương tự như trên. Nhớ thầy cho nhiều ví dụ cho con dễ nhớ. À. Rồi, các con hiểu không các con? Nhắn tin lên thầy coi coi này, nhắn tin lên các con hiểu không? Rồi. Dạ hiểu rồi, dạ hiểu rồi, cảm ơn các con, hiểu rồi, được rồi. Rồi, các con mình vào với dạng 3 nè. Tính độ dài của một cạnh trong tam giác vuông, biết một góc và một cạnh. Được chưa? Đó, thì mình sử dụng cái hồi nãy mình học mấy câu thơ đó con. Tìm xin lấy đấu chi huyền đó, cô xin hai cạnh là kề huyền chi nhau. Còn tan là ta hãy tính mau, mà đối trên kề dưới là chia nhau ra liền không? Hoặc là gì? Xin đi học cứ khóc hoài, thôi đừng khóc có kẹo đây. Đó là các con sử dụng các công thức đó mà con thế vào ra đáp số luôn, được chưa? Đó, ví dụ như nè, xin là bằng đối trên huyền này, được chưa? Các muốn tìm cạnh đối nè, là ta nhân chéo cạnh huyền lên đây, tức là cạnh huyền nhân xin góc đối, chỉ vậy đó, được chưa nè? Đó, chứ không có gì hết. Còn bây giờ muốn tìm cạnh huyền thì nhân chéo cạnh huyền lên đây thì chia cái sin góc đối xuống đây là bằng cạnh đối chia cho sin, được chưa? Đó, thằng hoặc như vậy đi, chế lỡ đâu nữa. Đây. À, và nhớ là chỗ đây là chữ suy ra nha. À, nó cũng lỗi cái dấu si nha. Có nhiều thầy thầy cô nói thầy sao thầy vẫn có thêm một cái dấu C cho ông đó, ở viện bị lỗi đến má nha. À, có con biết là tất cả những cái này là thầy soạn, là thầy chạy từ cái phần mềm chat GPT ra, cho nên chat GPT là nó có cái dấu C ra, cái là thầy bỏ và thầy bỏ không kịp thì thế nào, có nhiều khi cũng lộn một cái thôi. À, học dịch còn lộn hút nhưng mà thầy đúng không? Rồi có con nhìn đây, nếu như mà xin nè, như vậy bây giờ mình tìm cạnh đối á, thì mình nhân chéo lên đây là bằng cạnh huyền nhân sin góc đối. Nhưng mà bây giờ mình tìm cái cạnh huyền này nè. À, mình tìm cạnh huyền này nè. Đó, cái tìm cạnh huyền thì có con nhân cạnh huyền lên đây. Đó, thì có con lại chia ngược lại cái sin góc đối xuống đây. Đó, được chưa? Vậy chứ có nhiều bạn yếu là không chia được vậy đó. Được chưa nè? Cái này nhân lên thì dễ, mà cái này là nhân lên rồi chia xuống là có nhiều bạn là không được, cho nên giờ thì chỉ dạy để làm được luôn ha. Rồi, à, mình cho ví dụ để mình làm cho dễ nè các con. Cho tam giác vuông có một góc là 60 độ và cạnh huyền là bằng 8, hãy tìm độ dài của cạnh đối diện với góc 60 độ đó. À, thì đây này, thầy vẽ hình nữa con. À, dùng phần mềm cho nên là thầy vẽ hình rất là chuẩn như vậy đó. Rồi các con nhìn nào, cho tam giác ABC vuông tại A. Đó, ABC vuông tại A. Rồi, có góc B là 60 độ. Được chưa? Rồi gì nữa? À, có cạnh huyền là 8, cạnh huyền là 8 chỗ này nữa, vì thiếu số 8 rồi, nhớ chỗ này là 8, được chưa? À, như vậy nè, người ta bảo tìm cạnh đối diện với góc vuông là cạnh đối nè con, thấy chưa? Tìm sin lấy đối là AC, chia huyền là BC, được chưa? Đó, à, chỗ này là cũng suy ra nữa không? Quen cái tật suy ra, à, mà lỡ mà nó lộn là mình sửa thôi con ha. Rồi mình bỏ dấu suy ra này đi. À, thì đây đơn giản nè con, tức là muốn tìm cạnh đối này nè, được chưa? Thì nhân chéo lên đây, nhân chéo lên đây là BC nhân với sin B. BC là bằng 8, sin B là 60 độ. À, mà sin 60 độ con này lật bàn tay trái lên tay phải đếm liền, không cần lắm máy tính nha. 0, 30, 45, 60, sin 0, 1, 2, 3, căn 3 trên 2.
căn 3 trên 2 mà nhân với 8 thì rút 8 mà chia cho 2 được 4 là 4 căn 3. Còn thấy chưa? Quá đơn giản ha. Đó. Các con thấy là học hình nó dễ ăn khó mấy đứa. Các con nhắn tin lên cho thầy coi thế nào. Học hình này là gì? Nó khó hay nó dễ? Nhắn tin lên các con. À, cũng bằng nhau và dễ à. À, vừa dễ vừa khó thầy. Rồi, tức là họ nói 9 người 10 ý, có nhiều bạn là hình thấy nó dễ chứ có nhiều hình là thấy khó. Nhưng không đâu con. Cái đề thi vào lớp 10 á, cái câu hình là đa số ví dụ 3 câu A B C, cái câu C nó cực khó. Câu C thường là những cái câu quỷ tích. À, những cái câu là cái điểm nó di động. Được chưa nè? Đó, cái đó cực kỳ khó. Đó, và cái câu đó là để dành cho học sinh giỏi. À, yên tâm các con là gần tới thi thầy sẽ có một cái chuyên đề là chuyên đề là cái câu mà câu khó đó đó. À, để cho các bạn là sử dụng cái gì nó quỹ tích là ví dụ chạy cái điểm này chạy trên cái đoạn nào thì cái điểm kia nó chạy trên bao nhiêu đó kiểu vậy đó ha, thì sẽ có máy buổi. À, máy buổi nếu như mà bạn không những học sinh giỏi mà bạn học sinh bình thường thôi mà theo máy buổi đó khả năng theo kịp của con vẫn giải được cái câu câu khó đó thôi. À, được chưa? Mình cũng vẫn kiếm điểm 10 bình thường. À, rồi như vậy nè, ví dụ trong ví dụ hay là tìm x trong cái hình 25 này. À, trong này là gì đây, người ta cho cạnh này cho cái góc này là 45 này. À, cho tam giác này là tam giác bình thường, được chưa? Đó, nhưng có đường cao AH, người ta cho cạnh BH và cho cạnh HC. Các con nhìn kỹ nha. Này nhìn nè con, nó đơn giản không nè. Đó, tìm con tính tan nè các con. Còn tan ta hãy tính mau, đối trên kề dưới chia nhau ra liền. Nhưng mà tan 45 độ là bằng đối là AH, trên kề là BH. Như vậy là tan 45 độ là tính được rồi nè. Đó, trên kề rồi nè. Như vậy suy ra cạnh đối thì nhân chéo cạnh kề lên là bằng gì? Cạnh kề nhân tan góc đối, được chưa? Đó, à, chỗ này cũng là còn lộn cái dấu suy ra nữa con ha. Không có chữ lỡ, lỡ nhưng mà nó chạy mà thầy xóa chưa kịp là các con cũng có thể là xóa bình thường không có gì hết nha. Rồi, nhưng mà nhân lên, được chưa? 20 rồi. Con nhìn nè, như vậy bây giờ có cái cạnh AH này rồi, có cái cạnh HC rồi, như vậy tam giác AHC đều là tam giác vuông, đúng chưa? Như vậy là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, là cái này là định lý Pythagore, được chưa? Rồi tìm ra được AC ngay, được chưa con? Đó, tức là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng này, lấy căn bậc hai hai vế, căn x bình là bằng x, độ dài là không có cộng trừ, độ dài luôn luôn dương, căn của 841 là bằng 29. Nếu như các con mà không biết nó bằng bao nhiêu, các con lấy máy tính bấm nha. Đây nè, lấy máy tính bấm để con đây, máy tính này, được chưa? Căn của gì? Căn của 841, 841 bằng, các con thấy 29 đúng không? Như lại vậy là căn 841 bằng 29 thôi, đơn giản ha. Rồi tiếp tục nè con, mình qua cái dạng 4. Dạng 4 là tìm góc nhọn alpha thỏa đẳng thức cho trước. À, tìm góc nhọn alpha thỏa đẳng thức cho trước. Đây, như vậy thì mình sử dụng các hệ thức lượng trong cái tam giác cơ bản này, được chưa? Rồi thì mình rồi dùng là gì, máy tính nè, các máy tính bình thường nè, máy tính cầm tay đó đó ha, hoặc là các bảng giá trị lượng giác mà thầy chỉ cái bàn tay mình thuộc luôn đó ha. Đó. À, rồi gì nữa mình tìm ra thôi. Cái rồi khi mà nếu như ra sin sin alpha bằng m thì cái cách bấm như sau, muốn tìm góc alpha này á thì mình dùng như thế này. Ồ, nhưng mà nhìn như thế này là các con cũng khó nhớ hay không? Mình làm trực tiếp luôn để cho dễ nhớ. Ví dụ
tìm góc nhọn x biết đó, sin x nè trừ cho một nè bằng một ở đây. Ồ, cái này dấu trừ cái dấu tương đương quá trời thì chưa kịp bỏ luôn nha. Không sao đó con, thì bây giờ mình bỏ thôi nhé. Rồi bỏ dấu tương đương. Rồi máy nó chạy đó con. Đây như vậy nè, 4 sin trừ 1 bằng 1. Như vậy trừ 1 các con chuyển qua đây là cộng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết. Sin x sẽ bằng 2 chia 1, 2 chia 4 là ra 1 phần 2. Rồi như vậy bây giờ nè, tức là sin x bằng sin 30 độ. Được chưa? Nè, bao nhiêu bằng 1 phần 2 nè? Không, 30 nè. Sin là gì? 0, 1 là căn 1 trên 2, 1 phần 2. Nhưng mà cái này là các con là gì? Đã thuộc rồi, còn giờ chưa thuộc. Thì mình muốn tìm cái góc x này nè. Sin x bằng 1 phần 2. À, mình suy ra cái x bằng 30 độ. Thì thầy chỉ cho cách bấm. Nhìn lên máy tính nha. Nhìn lên máy tính nè các con. Thầy chỉ cho cách bấm nè. Sin x bằng 1 phần 2. Vậy mình muốn tìm cái góc x này thì mình bấm là shift sin. Đây trong này nè, để chữ shift sin nè. Cái shift là cái chữ vàng vàng nè, còn shift nè. Sin nè. Đó là cái chữ này nè, đó sin đây. Đó. Cái nền trắng nè, tức là nền trắng là có con bấm bình thường. Những cái nền mà màu vàng dưới này các con phải dùng shift. Nhưng mà những cái chữ mà đỏ đỏ này nè, các con dùng bấm cái dấu alpha này các con sẽ bấm được. Đó. Như vậy bây giờ mình bấm cái là sin mũ trừ 1 nè. Như vậy màu vàng cho nên mình bấm shift sin. Rồi xong rồi gì nữa đây? Của cái giá trị đó, cái giá trị 1 phần 2 này nè. Đó, như vậy mình bấm 1 nè, phần nè, 2 nè, được chưa? Rồi các con bấm qua đây và các con đóng mặt lại. Các con bằng, các con thấy bằng 30 độ không? Đó, nó ra bằng 30 độ nè. Đơn giản đúng không? Rồi tiếp tục với lại cái này. Đó các con biết là do thầy chạy bằng cái phần mềm ChatGPT ra cho nên nó có cái dấu tương đương. Mà thầy chưa sửa kịp thì bây giờ vừa dạy vừa sửa không sao nha. Đó. Dấu tương đương với lại dấu suy ra đó là không được dùng. Đó. Mà chạy bằng phần mềm nó ra. Các con biết là mấy cái này là thầy soạn hồi xưa là soạn bài tập này là thầy cô soạn rất là cực khổ, từng cái đánh cái này là vô công thức mắt hai này đánh này các con cực lắm. Còn bây giờ như cái này nè là dùng phần mềm trí tuệ nhân tạo ChatGPT nha, chụp một phát đưa vô nó chạy ra liền cái này luôn, là tốc độ luôn, trong vòng mấy giây là ra được nguyên cái mấy cái bài này luôn đó. Cho nên là giờ là soạn tập là thầy soạn cái này nó rất là nhanh. À, cho nên là sách mới sách cũ thầy tổng hợp nhiều sách luôn, mà chương trình mới cứ chỗ nào có thấy bài tập 2 thì chụp một phát thầy đưa vào ChatGPT ra liền cái công thức này luôn, được chưa? Cho nên bài tập của các con rất đa dạng, thầy dạy chuyên đề là nó rất là đa dạng thầy chương trình mới, mà nó chạy là khi mà cái ChatGPT chạy ra cái dấu tương đương. À, thì chưa bỏ kịp thì giờ bỏ nha. Rồi nhìn đây, 2 căn 3 trừ cho 3 tan là bằng căn 3. Rồi, như vậy nè, bây giờ mình để cái nào mà có biến là để một bên, cái không có biến mình để qua bên. Như vậy 2 căn 3 ở đây mình chuyển qua bên phải là thành trừ 2 căn 3. À, chuyển vé là đậu dao. Rồi, căn 3 mà trừ 2 căn 3 như vậy còn lại trừ căn 3. À, muốn tìm thừa số chưa biết là tan x. Ta lấy tích là trừ căn 3, chia thừa số đã biết là trừ 3. Như vậy trừ căn 3 mà chia cho trừ 3. Có nhiều bạn hỏi, ủa thầy ơi dấu trừ đâu mất tiêu? Dấu trừ nó ở đây nha. Đây dấu trừ, ở đây dấu trừ nè. Đó, hồi xưa là các con biết phải vô cái phần mềm này gõ từng công thức này này, rất là cực. Còn bây giờ phần mềm ChatGPT nó sử dụng được tất cả, từ đánh văn bản cho đến giải bài tập, cho đến soạn tài liệu, cho đến soạn giáo án, đến cái gì làm được hết. Tất là mình phải biết cách sử dụng mới được nha. Đó.
trừ chia trừ là bằng cộng rồi nữa, căn 3 chia 3. Như vậy cái này là đã biết, còn mình chưa biết thì bây giờ nè, tan x bằng căn 3 trên 3 và x bằng bao nhiêu? Đó thì bây giờ mình vào máy tính mình bấm nha. Đó, bấm đây con. Suy ra x sẽ bằng tan mũ trừ 1. Đây, đúng rồi, thầy ghi ra luôn trong này để cho con biết luôn nè. Suy ra x nè là bằng tan mũ trừ 1. Tan mũ trừ 1. Đó, của căn 3 trên 3. Thầy xin lỗi. Mũ trừ 1 nè của căn 3 trên 3 nè. Căn 3 trên 3 bằng nè con. Thấy chưa? Đó, công thức nó tính ra đây. Đó, như vậy mình đã tính, máy tính bấm rồi nè. Tan ở đây, còn tan mũ trừ 1 là cái nền vàng. Như vậy các con bấm shift tan là nó ra tan mũ trừ 1. Của căn 3 trên 3 thì các con bấm là căn 3. Được chưa? Căn 3. Rồi các con bấm ra cái là các con bấm phân số là chia 3. Rồi bấm qua cái đóng lại. Được chưa? Là ta tan mũ trừ 1 của căn 3 trên 3. Các con bằng, nó ra 30 độ thấy không? Là 30 độ. Rồi cái này là hồi nãy là thầy quên ghi luôn ha. Đó thì cái này sẽ bằng là dấu bằng luôn đây, được chưa? Đó, sin nè mũ trừ 1, mũ trừ 1 trừ 1 của 1 phần 2 nè con. Được chưa? Đó. Ủa? Đó đúng rồi, tức là sin mũ trừ 1 1 phần 2 để khỏi khỏi làm cái này đi. Đó, sin x ra x nha. Được chưa? Đó, tức là sin x bằng 1 phần 2 thì sin x bằng sin mũ trừ 1 của 1 phần 2. Lái máy tính bấm ra là nó ra 30 độ. Thầy bấm hồi nãy rồi nha. Rồi, ở đây là mình nói về dạng 5 là một số bài toán thực tế. Nhớ con, tức là cái bài này á, cái chuyên đề này á, là mình học khoảng cỡ là 2 buổi. Cái là một buổi là mình giải tất cả những cái đề thi mà những năm trước liên quan tới cái chuyên đề này. Thấy chưa nè? Tức là mình vừa học chuyên đề, mình vừa luyện thi vào lớp 10 nha. Đó, cho nên là sẽ 2 buổi như thế này, cái một buổi là giải các cái đề thi đó. Các con thái thử coi đề thi nó ra dễ hay không. Người ta ra dễ hay không nha. Không có gì khó hết. À. Rồi toán thực tế nè con. Ví dụ như là người ta là có một cái hồ nước nó rất là lớn như thế này. Đấy như thế này. Đó, cái là người ta nói nè, hai hình bên mô tả ba cái vị trí ABC, ABC tức là không có thể kéo cái dây đi ngang qua đây được, không thể kéo dây được nữa, tại vì có hồ nước nó lớn mà, hồ nước lớn. Như vậy là người ta sẽ lắp một cái điểm chỗ này, điểm A với điểm B, người ta chiếu qua đây, rồi người ta dùng cái máy đo độ, người ta sẽ chiếu một cái góc vuông như thế này qua chỗ điểm C này, và cái điểm B ta nối tới góc C này á, là cái người ta ngắm, có máy ngắm của mấy người mà đo đo đất đai á, gọi là địa chính đấy, thì người ta sẽ đo được cái góc chỗ này 40 độ đó, được chưa nè. Đó thì người ta sẽ không cần phải kéo dài đi qua đây mà người ta tính được cái cạnh này và cạnh này luôn đó. Thì các con mới hỏi là hồi xưa á, là có nhiều, rất là nhiều người họ thầy thái thầy học toán mà, có nhiều người đó học và toán có áp dụng được cái gì thực tế ở ngoài đời đâu, học quá trời nhưng ra trường là ra đời là học khác, ra đời làm khác, ra đời là chỉ cơm áo gạo tiền, đi ra chợ là mua bao nhiêu tiền nhưng người ta không biết mua bao nhiêu, mua cái đó bao nhiêu tiền, lấy cái đó thối trở lại là mình cũng dùng cái toán mình tính chứ đâu, đúng không? Còn bây giờ nè, mình đang học toán như thế này chính vì có nhiều thắc mắc quá như thế, cho nên
Hiện giờ theo chương trình sách mới, đa số những bài nào cũng đều có bài toán thực tế trong đó. Bài toán thực tế là thực tế ngoài đời, tức là mình học để mình áp dụng nó để con có thấy được rằng là gì, mình học mình có áp dụng ngoài đời, chứ không phải là học chỉ bỏ là học xong rồi bỏ đi ra đời áp dụng kiểu khác. Không có, mình áp dụng liền. Nhưng nếu như mấy ông địa chính ông áp dụng như thế này nè, à, thì được. Còn nhiều người ví dụ mình học kinh tế sau này mình ra làm khác, học ngân hàng ra làm khác, cái đó là để cho mình học mình có được một cái nền tảng kiến thức rồi mình mới học tiếp được cái đó để mình ra mình làm theo cái nghề nghề như vậy đó, được chưa nào? Chứ không phải là mình không học những cái kiến thức cơ bản này mình không thể làm đó, mình không có bằng tốt nghiệp lớp 12, mình không có bằng cao đẳng và đại học thì làm sao để mình học được các cái nghề đó để mình ra mình làm được, đúng như nào? Phải có căn bản mới có đằng cao đó. Rồi như vậy trong này biết AB, cái cạnh AB này người ta cho bằng 50 mét, biết cái góc này nè, góc ABC là 40, 40 độ, được chưa? Như vậy người ta nói là gì, tính khoảng cách CA, khoảng cách CA này và CB làm tròn đến kết quả hằng đơn vị của mét, được chưa? Ở đơn vị thì đây giờ đơn giản này các con, tức là gì đây, tìm sin nè, sin nhé là lấy đối nè, chia quyền chưa cái nào có hết, cosin hai cạnh kề chia huyền, à cái này có rồi, cạnh kề có rồi nè, cạnh huyền nè, tức là mình đọc bốn cái câu thơ của thầy chỉ đó, mình đọc cái câu thơ nào áp dụng vào công thức mà nó ba dữ kiện là nó có hai dữ kiện rồi, mình đi tìm dữ kiện còn lại thì mình lấy cái đó mình áp dụng, được chưa? Ví dụ mình đọc nè, tìm sin lấy đối chia huyền, như vậy cái này là ba dữ kiện mà cái này tới hai dữ kiện mình chưa biết, bỏ không làm. Cosin hai cạnh kề huyền chia nhau, như vậy cosin nè, cạnh kề nè, huyền nè, như vậy ba dữ kiện mình biết được hai dữ kiện rồi, còn một dữ kiện ok, công thức này áp dụng được rồi, được chưa? Còn tan là ta hãy tính mau nè, đối trên kề dưới, công thức tan này mình cũng tính được, tức là mình dùng cos là mình tính được cạnh BC, mình dùng tan là mình tính được cạnh AC, các con ha, rất là đơn giản nè. Cứ mình đừng có ngần ngại, mình đừng có ngồi mình suy nghĩ cho nó mất thời gian, cứ công thức mà áp dụng cái này là có bốn câu thơ, con cứ đọc bốn câu thơ nó ra, mà câu thơ nào mà áp dụng mà cứ trong đó có ba dữ kiện mà biết được hai dữ kiện rồi, các con cứ thế vào là ra đáp án, khỏi cần phải suy nghĩ đó. Như vậy tăng cái này là cái góc nha con, mình cứ hiểu góc giống như góc trên này đó đó, cái hiệu góc này, tăng của góc. À đây này, nhớ nè, thầy ghi chấm thơ có nhiều bạn nó là thầy ấn kỳ quá. Đó, trong ký hiệu gốc là nó có, nó cũng giống như mình ký hiệu gốc như thế này nữa con. Chưa? Đó, được chưa? Tan của góc ABC cũng là góc vậy đó. Rồi, tan là bằng đối trên kề, được chưa? Bằng đối này, AC này, trên kề là AB này, đó. Như vậy bây giờ cái cạnh AC mình chưa biết là mình nhân chéo AB lên đây, tức là bằng cạnh kề nhân tan góc đối, được chưa? Đó. Rồi cạnh kề 50 độ, tan có 40 độ. Đó. Như vậy này các con, à, cái tam giác này nhỏ quá nó không đẹp à. Tại vì ChatGPT nó chạy ra nó nhỏ mà nó... Rồi. Đó các con. Như vậy đây nè, mình muốn tìm được cái này, à, đơn giản lắm, mình lấy máy tính mình bấm nha. Rồi đây lấy máy tính bấm nè. 50 50 nhân cho tan tan của 40. Được chưa? 40 độ. Độ này con. Rồi đóng ngoặc lại. Bằng. Đó, các con thấy nè, làm tròn tới hàng đơn vị, hàng đơn vị tức là đây, hàng đơn vị nè, được chưa? Đó. Thì tức là mình làm cái số nó tròn, nó là số nguyên chứ không phải là số thập phân.
Đó. Như vậy bắt đầu từ cái số mà chữ số thập phân đầu tiên để mình bỏ đó con ha, là số 9 đây này, nó nằm trong cái khoảng từ 5, 6, 7, 8, 9. Các con làm tròn lại đằng trước là một số, tức là ở đây là số 9, các con làm tròn qua đây một đơn vị là 41 mà cộng 1 nó ra 42. Các con hiểu chưa? Còn nếu như mà những cái số mình bắt đầu bỏ này nè, mà nó nằm từ 0 tới 4 là các con bỏ bình thường. Nhớ chưa? Đó, 0 tới 4 là con bỏ bình thường. Là các con chỉ ghi 41 thôi. Nhớ nha. Rồi. Như vậy là mình ra được cạnh AC rồi đó. Đó, các con thấy cái hồ thiệt bự như vậy. Mình đâu có đi qua đâu. À, nhưng mà mình vẫn đo được khoảng cách như thế này. À, là mình áp dụng thực tế, mình học lượng giá. À, mà cái này bắt buộc phải có một cái máy nhắm để các con nhắm được cái độ này, à, tính mới chính xác. Rồi cái đầu tới là chưa là tới cốt này, à, anh ta xuống. Đó, bây giờ cốt của góc B nha, cosin là bằng kề trên quyền, đó kề trên quyền là BC. BC là cosin nào? Cosin này là bằng kề trên quyền là AB trên cho BC. AB. AB trên cho BC. Các con ha. Đó. Nhìn đây. Cosin nhá là bằng kề. Ủa cái lộn rồi. Cốt này các con, cosin bằng kề đến quyền thì suy ra là gì? À, bây giờ mình muốn tìm cạnh kề, cốt của góc ABC. Góc này không? Được chưa? Đó, cosin là bằng kề đến quyền suy ra cạnh cạnh kề bằng cạnh quyền nhân sin góc đối. À, cái này nó suy ra lộn rồi đúng không? Cạnh kề là AB này, nhân sin góc đối là trên ra nó trên nhau cốt góc kề này. Đó. Như vậy cái này là phải không? Ủa có BC chứ hả? Kề đến quyền. À, BC. Đúng rồi con, BC là bằng AB cái mà thầy suy công thức ngược lại đó hồi nãy đó, được chưa? Muốn tìm cạnh quyền là nhân chéo lên đây, chia cốt góc kề xuống đây, thấy chưa? Đó, để cho nó đồng dấu thì mình là dấu góc như thế, đó cùng dấu, được chưa? Rồi cứ mình thay vào này con, thay vào xong mình tính BC này, được chưa? Đó, mình mở máy tính lên. Rồi tính là gì? 50. 50 chia cho cốt này còn bấm cốt bình thường của 40 độ. 40 độ, được chưa? Rồi đóng lại bằng, nó ra là gì? 65,270 vân vân. Cái số đầu tiên mình bỏ này các con, số đầu tiên mình bỏ này ha, thằng đơn vị tức là về cái này là số nguyên á. Số đầu tiên mình bỏ là 01234. Bỏ bình thường lấy 65 thôi. Thấy chưa? Đó mình lấy 65 này. Vậy CA là bằng 42, CB là bằng 65. Đấy, các con thấy không? Tức là mình áp dụng thực tế có hồ rất là to. Đơn giản lắm. Tức là cái chỗ này nè, mình đứng bên này mình ngắm qua chỗ cái điểm C nè, là chỗ đó mình coi như là có một cái cây diện mặt lên đó. Mình lấy cái cây đó là điểm C. Rồi cái đầu cái là mình từ A mình ngắm qua cái điểm C này nè, được chưa? Qua ngắm qua điểm C này, cái từ A này ra đây rồi, cái A này mình dựng lại đây một góc vuông đó, mình dựng qua góc vuông rồi á, cái lại chỗ điểm B này mình ngắm qua ngay chỗ cái cây này C nữa, là góc này là 45 độ. Có nhiều khi mình ngắm ra 30 độ hoặc 60 độ gì vân vân, à, tùy vào khoảng cách này. Thế ra được như vậy rồi là đầu mình áp dụng cái hệ thức lượng ha. À, à, tức là cái tỉ số lượng giác của góc nhọn là mình tính ra liền luôn ha, không cần phải kéo dài. Đó, như vậy là
À, các con ơi, mình nhắn tin lên hộp chat cho thầy cô thế nào. Bài học hôm nay các con có hiểu rõ không? Nhắn tin coi. Dạ có. Dạ có. Có ba bốn bạn. Ừ, quá trời bạn hiểu. Như vậy là đa số là hiểu. Rất tốt. Được chưa nào? Có nhiều bạn. À, có nhiều bạn. Tức là vào ngoại tí ra thôi. À, tức là có một số bạn. Tức là gì? Vào nhắn tin tầm bậy xíu qua ra. Không sao. Bạn nào học à, thì ta học tới cuối cùng nó sẽ rất là tốt, được chưa nào? Rồi thầy chút nữa thầy sẽ gửi, chắc cũng phải sáng mai, hoặc là nếu như mà thầy thức khuya thầy sẽ gửi cái file này qua cho các con rèn luyện cái bài tập nữa, tự luyện này nha. Đó, bài tập tự luyện nè, xong cái bài tập tự luyện này tới bài tập trắc nghiệm nè, được chưa nào? Đó, nó mấy chục câu trắc nghiệm để con làm cho nó nhuyễn. Đó, thầy soạn rất là kỹ nha. Nhớ đông lại, nhiều khi là thầy chạy bằng một phần mềm GPT, chat GPT, cho nên là có nhiều khi có dấu suy ra hay dấu tương đương là mình bỏ thôi, chứ không phải là thầy dạy theo chương trình cũ đâu nha. Thầy xóa hết nhưng mà nhiều khi hơi bị lộn. Rồi qua bữa sau mình sẽ học, đây là có 56 câu, được chưa? Qua bữa sau là mình học có phần là một số hệ thức, cái chuyên đề nè, một số hệ thức giữa cạnh góc, trong tam giác vuông và ứng dụng, được chưa? Đó là bữa sau mình học phần này. Rồi dạ, là thầy hỏi là các con hiểu rất là nhiều rồi, được chưa nào? Như vậy là thầy dừng chia sẻ. Nãy giờ nhiều bạn tắt hình ghê nha, bây giờ mở hình lên và để mình chào nha. Trước tiên là thầy xin chào, trước khi mà để có con chào thì thầy chào trước nha. Thầy chào tất cả quý thầy cô có tham gia buổi thầy dạy hôm nay, và thầy chào tất cả quý phụ huynh mà nãy giờ cùng tham gia với lại các bạn, và thầy chào tất cả các con học sinh. Và trước khi mà tắt là bây giờ thầy mở cho các con lên. Rồi các con, bạn Như nào ngại thì nhắn tin, bạn nào không ngại mở tiếng lên chào tất cả quý thầy cô và quý phụ huynh các con. này như này chờ rồi mà ơi mày đợi xin như mình luôn thầy luôn thầy thôi thầy mà thoát ra. như thầy Rồi như rồi, thầy như vậy thầy là thầy rồi, thầy chào tất cả các con quý thầy và đẹp nha. Bây giờ thầy sẽ thầy thầy bye. thầy